Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của rãnh áp thấp di chuyển từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, trong sáng qua ở Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, khu vực vùng núi phía Bắc nhiều điểm có mưa to, nền nhiệt miền Bắc nhờ đó mà giảm đi đáng kể, giảm từ 7 tới 10 độ so với ngày hôm qua và nắng nóng cũng vì thế mà chấm dứt hoàn toàn. Trong đêm qua, rãnh mây dông đã suy yếu nhanh, miền Bắc chỉ còn có mưa rải rác. Sang tới ngày hôm nay, miền Bắc trời chuyển nắng và nhiệt độ sẽ tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chỉ ở ngưỡng từ 31 tới 33 độ. Sau đó, theo dự báo từ đêm ngày mai, một đợt mưa lớn hơn sẽ diễn ra tại Bắc Bộ. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 6, nên tình trạng mát mẻ sẽ còn duy trì trong những ngày tới. Tuy nhiên, trong cơn mưa, người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh, thậm chí là cả mưa đá. Ngoài ra thì do mưa lớn cục bộ có thể xảy ra nguy cơ về lũ và sạt lở đất đá vùng đồi núi ở núi Bắc cao. Rãnh mây dông chủ yếu gây mưa và làm giảm nhiệt miền Bắc. Còn với miền Trung, nó chỉ khiến cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời chuyển mưa nhiều hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng cũng dịu dần và vùng nóng cũng đang thu hẹp lại. Nắng nóng tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên với mức nhiệt cao từ 35 tới 37 độ. Có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng sẽ còn kéo dài đến giữa tháng 6. Còn các khu vực khác của miền Trung là từ Thanh Hóa cũng như các phần còn lại của khu vực Nam Trung Bộ là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận không nằm trong vùng nóng. Nhiệt độ các khu vực này trong hôm nay dao động trong ngưỡng từ 32 tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động trong cường độ yếu nên cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ có mưa dông ở một vài nơi, nhưng cục bộ vẫn có những điểm có mưa khá vào chiều tối và tối. Trong cơn dông vẫn có khả năng kèm theo sấm sét và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Còn trong ngày trên cả hai khu vực vẫn có nắng, nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 33 đến 35 độ. Chiều qua, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Và chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và đi ra ngoài Biển Đông, phía đông kinh tuyến 120 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 tới 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Đây sẽ là tin cuối cùng của chúng tôi về cơn bão số 1. Còn tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 20 tới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, vùng núi có nơi dưới 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Phía Bắc, Tây Bắc đến Tây, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ,
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Nam từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 33-36 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía đông tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc tối nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.